trên thế giới theo thống kê của Worldometer đến sáng ngày 4 tháng 6 thế giới hiện ghi nhận 213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận hơn 6.560.000 ca nhiễm covid-19 hơn 387.000 ca tử vong do covid-19 tăng lần lượt là 81.391 ca và 4.581 trường hợp so với ngày hôm qua tức là ngày 3 tháng 6 trong đó thì tổng cộng có 3.169 người hiện đã bình phục Tại Mỹ, vùng dịch lớn nhất trên thế giới ghi nhận hơn 1 triệu 901.000 người mắc và hơn 109.127 người tử vong do COVID-19, tăng lần lượt là 20.288 và 1.068 trường hợp. Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết bang này ghi nhận 49 ca tử vong, số người chết trong một ngày thấp nhất kể từ khi dịch bùng phát. Giới chức và các cơ quan y tế Mỹ lo ngại tình hình sẽ nghiêm trọng hơn khi các cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd. Người đàn ông da màu bị cảnh sát ghi chết leo thang. Nhiều người trong đám đông không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách cần thiết. Vệ binh quốc gia Minnesota đã phát hiện một thành viên mắc COVID-19 và 9 người có triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 khi tham gia ứng phó các cuộc biểu tình. Tại Nam Á, Ấn Độ ghi nhận 216.000 ca mắc và hơn 6.000 ca tử vong do COVID-19, tăng lần lượt 9.633 và 259. Dù tỷ lệ tử vong khá thấp, giới chuyên môn cũng đánh giá đại dịch ở Ấn Độ vẫn chưa đạt đỉnh bởi số ca nhiễm mới vẫn tăng. Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ bảy trên thế giới vượt qua Đức. Những cơ sở tôn giáo, khách sạn, nhà hàng và trung tâm thương mại nằm ngoài các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao sẽ được mở cửa từ ngày 8 tháng 6. Các trường học sẽ nối lại hoạt động sau khi chính phủ thảo luận với chính quyền địa phương và quyết định dự kiến được đưa ra vào tháng 7. Brazil là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới, tăng 20.745 ca mắc và 839 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca lên lần lượt là 584.000 và hơn 32.000 ca. Nhiều chuyên gia cảnh báo nước này vẫn chưa đạt đỉnh dịch. Bất chấp tình hình nghiêm trọng, chính quyền thành phố du lịch nổi tiếng Rio de Janeiro tuyên bố khởi động quá trình nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 2 tháng 6, bắt đầu với việc tái mở cửa những địa điểm tôn giáo và khu vực thể thao dưới nước. Nga báo cáo thêm 178 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số người chết lên 5.215 người. Số ca mắc COVID-19 tăng thêm 8.863 ca, lên hơn 432.000. Nước này bắt đầu nới dần lệnh phong tỏa từ ngày 12 tháng 5 và các địa phương được phép áp dụng cách chống dịch khác nhau. Melita Vujnovic, đại diện với WHO tại Nga ngày 3 tháng 6, cho biết họ đang chứng kiến xu hướng số ca mắc COVID-19 ở Nga, bao gồm ở thủ đô Moscow giảm xuống và bày tỏ hy vọng tình hình tại nước này tiếp tục được cải thiện. Tại Đông Nam Á, Singapore là vùng dịch lớn nhất khu vực với hơn 36.000 ca mắc COVID-19, tăng 569 ca, trong đó 24 người chết. Ca mắc COVID-19 ở Singapore chủ yếu là đa đồn nhập cư, sống trong các ký túc xá. Indonesia xếp thứ hai với hơn 28.000 ca mắc và 1.698 người chết do COVID-19, tăng lần lượt 684 và 35 ca. Chính quyền Indonesia đã quyết định hủy tổ chức cuộc hành hương thường niên cho người dân đến Mecca và Medina, hai thánh địa thiêng liêng của người Hồi giáo do lo ngại về COVID-19 và những lệnh hạn chế đi lại hiện nay.